Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, triển lãm quốc tế về ngành may mặc không thể diễn ra. Thế nên, khi triển lãm quốc tế lần thứ 20 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt và may VTG 2022 được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đã mang đến sự kiện nhiều loại máy móc, thiết bị và cả giải pháp in ấn, in vải để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước. Đây là đơn vị đại diện phân phối độc quyền máy in của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ tại Việt Nam. Chúng tôi thì hôm nay có mang ra triển lãm những cái công nghệ và dành cho ngành mà ứng dụng kỹ thuật số, in ấn, các giải pháp trong ngành dệt may. Triển lãm ngày hôm nay thì là một cái triển lãm mà nó cực kỳ khởi sắc trong cái năm 2022 này. Hiện nay thị trường Việt Nam mở cửa và cũng là một cái lợi thế rất là tốt để mình đón được những cái xu hướng mà những cái nhà máy, những tập đoàn ở trên thế giới người ta đều tìm đến những cái đơn vị gia công tại thị trường Việt Nam. Triển lãm máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt may VTG là điểm hội tụ giới thiệu các chuỗi cung ứng tiên tiến, công nghệ hàng đầu và xu hướng phát triển trong tương lai cho các nhà sản xuất ngành dệt may. Triển lãm năm nay thu hút 200 doanh nghiệp từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Ý, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Trưng bày nhiều nhất tại sự kiện này chính là các loại máy may công nghiệp với kiểu dáng và kỹ thuật công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ hàng đầu và xu hướng phát triển trong tương lai từ máy móc, thiết bị phục vụ khâu sản xuất đến kinh doanh sản phẩm. Ngoài ra, các thiết bị như các tự động, các khổ lớn, in, theo tự động, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói bao bì đều được trình làng giới thiệu đến khách tham quan. Có thể kể đến nhiều thương hiệu nổi bật gồm Supreme, nhà cung cấp giải pháp tự động tùy chỉnh, Juki, thương hiệu máy may hàng đầu, Tashima, nhà cung cấp máy thêu cỡ lớn, Sanshin, nhà cung cấp giải pháp in thông minh. Tham quan các triển lãm, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan có cơ hội tiếp cận giải pháp công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, cập nhật thông tin thị trường mới nhất và kết nối doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may, nguyên liệu dệt tái chế, vải, nhượng, thân thiện môi trường. Bên em là bên công ty bao bì, sản xuất về bao bì những dạng mà túi sách, thì em muốn cần có những cái phụ liệu và những cái nguyên liệu để nó phù hợp hơn, hay là tìm kiếm những cái công nghệ mà mới để mình có thể mình ngày càng cải tiến lại cái quy trình sản xuất của công ty mình cho nó chất lượng và cho nó gọi là năng suất hơn. Em cũng đã tìm hiểu được những cái phụ liệu như là giải không dệt hoặc là những phụ liệu về kim tuyến và keo để phục vụ cho cái nhu cầu của bên công ty em. Không chỉ máy móc thiết bị công nghiệp, lĩnh vực vải hay phụ kiện ngành may cũng khá sôi động tại sự kiện này. Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Ấn Độ về mặt hàng sợi cô tông và sợi kết hợp cô tông và polyester PC và sơ bông giá trị cao CVC, công ty Espiance đã ngắm nghía thị trường may mặc Việt Nam nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến sự kiện lần này, doanh nghiệp ở quốc gia tỷ dân Ấn Độ mới có cơ hội để giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp ngành may Việt Nam cũng như tìm kiếm các đối tác ở nhiều quốc gia. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thị trường Ấn Độ về sợi cô tông. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục củng cố thêm vị trí ở thị trường Ấn Độ và mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Tôi tin rằng Việt Nam là thị trường bền vững, có nhiều tiềm năng phát triển. Ngành dệt may Việt Nam đã được khẳng định trên thị trường quốc tế. Trong những ngày tham gia triển lãm, chúng tôi đã gặp gỡ, kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng và hy vọng thời gian tới sẽ tìm kiếm được những đối tác tiềm năng ở Việt Nam để hợp tác lâu dài. Theo một số chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành may thêu đang đối mặt nhiều khó khăn do đơn hàng từ hai thị trường chính là EU và Mỹ sụt giảm trong vài tháng trở lại đây. Do vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng thông qua triển lãm lần này sẽ tạo cầu nối giúp họ mở rộng kết nối giao thương, tìm được đối tác phù hợp để cùng nhau vượt khó. Đến với hội chợ lần này thì ngoài chỉ may, chúng tôi mang đến hội chợ rất là nhiều sản phẩm, bao gồm cả bông, sợi và sản phẩm may với những đặc tính độc đáo, bao gồm cả là những sản phẩm được phát triển mới dành cho xu hướng toàn cầu mới, là bao gồm những sản phẩm recycle, được tái chế, tốt cho môi trường và những sản phẩm, những đặc tính đặc biệt. Hội chợ này mang đến cho chúng tôi rất là nhiều cơ hội bởi vì chúng tôi được gặp rất là nhiều khách hàng mới, những nhà cung cấp mới và từ đó chúng tôi có thể phát triển và mở rộng cái kinh doanh tại Việt Nam. Trước làn sóng đầu tư bùng nổ, triển lãm VTG lần này được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà sản xuất dệt may Việt Nam tìm kiếm giải pháp nâng cấp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới.